Chương 25 Đặt cược. Muốn để tên lên Bách Thanh bảng thì trước tiên phải nộp 500 trung phẩm linh thạch phí bình chọn, đối với những luyện khí sư có đủ thực lực để lên Bách Thanh bảng thì số linh thạch này chỉ nhỏ như cái móng tay. Rốt cuộc thì việc bình chọn ra pháp khí cũng yêu cầu một lượng nhân lực cùng vật lực nhất định, chỉ riêng thí luyện thạch thì mỗi năm cũng đã hao phí kinh người. Đồng thời khoản phí này cũng là vì phòng ngừa một nhóm các luyện khí sư cảnh giới thấp suốt ngày cứ nộp lên mấy pháp khí loạn thất bát tao đến đây với ý đồ mong một lần nào đó may mắn có thể tiến vào bách thanh bảng. 500 trung phẩm linh thạch còn con nhưng đối với mấy người diệp tố mà nói lại là một số tiền khổng lồ. Huống hồ bọn họ có đến 4 người, nếu đều đưa pháp khí của cả 4 đi bình chọn thì cần đến 2.000 trung phẩm linh thạch số linh thạch mà Diệp Tố kiếm được ở Định Hải thành nhiều hơn 2.000 nhưng phần lớn đã đưa về thiên cơ môn để trường môn sư phụ chia cho các sư đệ sư muội khác. Hiện tại trong tay chỉ còn hơn 1.000 trung phẩm linh thạch mà thôi, vẫn còn thiếu một chút. Đại sư Tỷ, nộp pháp khí của Tỷ đi bình chọn trước đi, tụi đệ không vội. Hạ Nhĩ nói, 500 linh thạch là đủ rồi, toàn gia anh của phá nguyên môn cũng nói là pháp khí của Tỷ có thể để tên lên bảng. Diệp Tố ngồi trên ghế đá trong sân trầm ngâm không nói gì. Lúc này Minh Liêu Sa từ bên ngoài bước vào, trong tay cầm một cái túi cản khôn, hắn ngồi xuống một ghế đá khác, đặt túi lên bàn đá, túi này là sư đệ sư muội cho. Hắn nói chuyện với tốc độ bình thường làm Diệp Tố không khỏi nhìn hắn một cái. Cái gì vậy? Tây Ngọc rỗi tay qua mở túi ra, nhìn thấy đồ vật trong túi thì an tĩnh một lúc mới hỏi, bọn họ đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Diệp tối nhíu mày đưa tỷ xem nàng nhận lấy túi nhìn vào bên trong quả nhiên đều là trung phẩm linh thạch tất cả có hơn một ngàn là linh thạch mà sư phụ đã chia cho sư đệ sư muội bọn họ không dùng mà cứ vậy tích góp lại nội tâm minh liêu xa phức tạp tụi nhóc vốn muốn lưu trữ lại để chúng ta đột phá cảnh giới hôm trước nghe tỷ nói muốn kiếm tiền nộp phí bình chọn bách thanh bảng nên liền lấy hết ra đây trả linh thạch lại đi bảo bọn nhóc cố gắng tu luyện cho tốt. Diệp Tố ấn ấn cái chán, ném lại túi cản khôn cho Tây Ngọc, mấy đứa cầm linh thạch trả lại đi, khoảng thời gian này nhớ theo dõi sát để tụi nhỏ dùng xong mới thôi. Dạ, Tây Ngọc đồng ý. Ngoài ra, lần này chúng ta đưa ô tiên cùng Nguyệt Thương đi bình chọn đi. Diệp Tố dương mắt nhìn Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhĩ nói. Nhưng, Hạ Nhĩ do dự, hai kiện pháp khí này đều không phải là sở trường của tụi đệ. Diệp Tố đứng dậy, chính là muốn đưa đi pháp khí mà các đệ không am hiểu. Ô tiên cùng Nguyệt Thương xếp hạng trên bách thanh bảng sẽ không quá cao, nhưng nhất định có thể lọt vào bảng. Hai kiện pháp khí này không phải là phong cách của Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhĩ, nếu thực sự có vấn đề thì cũng dễ tính đường khác. Đệ, biết, rồi. Minh Lưu Sa lại khôi phục bộ dáng chậm gì gì ban đầu. Lúc này Diệp Tố mới xoay người đi đến trước gian phòng đầu tiên, duỗi tay gõ cửa, "Tiểu sư đệ, dậy tu luyện." Suốt ngày ngủ nướng. Người bên trong vừa không ra mở cửa, cũng không nói tiến vào. Lại làm bộ nghe không thấy. Diệp Tố trực tiếp đẩy cửa bước vào, quả nhiên tiểu sư đệ mới tới đang ngồi tựa vào thành giường, rõ ràng đã tỉnh ngủ, đang ngồi chơi tóc của chính mình. Dù phục thời nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu thấy ánh mắt của phàm nhân đó đang nhìn mình liền nhắm hai mắt lại chậm rãi trượt vào trong chăn giả vờ như đang ngủ diệp tố nàng hợp lý mà hoài nghi rằng trường môn sư phụ cố ý ném củ khoai lang phòng tay này cho nàng ta nhìn thấy hết rồi người trên giường không phản ứng gì an tĩnh mà nằm đó tóc đen tán loạn trên đệm bộ dáng như thật sự đã ngủ say thật là tà môn mà loại người vô lại thế này lại được thiên phú tướng mạo làm gì người khác cũng thấy đúng. Vốn dĩ tâm tình của Diệp Tố đang không tốt, lúc này nàng ngược lại nở nụ cười, thong thả ung dung đến trước bàn ngồi xuống, lấy ra một cái chiêng cùng một cây dùi từ dưới mặt bàn, sau đó bắt đầu gõ theo tiết tấu. Chập chen, chập chen, chập chập chen. Du phục thời. Hắn ngồi dậy, tùy tay nắm lấy gối đầu ném đến chỗ phạm nhân đang ngồi cách đó không xa, trên gương mặt Thanh Sơ Tuấn Mỹ đầy vẻ tức giận. Diệp Tố vươn tay chụp lấy gối đầu, cất chiêng cùng chùy vào lại dưới mặt bàn, khẽ cười nói, năm sáu năm rồi không gõ, có chút cứng tay. Phương Diện dạy dỗ sư đệ sư muội nàng nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Bởi vì Diệp Tố tung ra chiêu này bất ngờ nên Du Phục thời rất không cao hứng mà đứng dậy, hôm nay tu luyện cái gì? Hắn còn có đồ vật phải tìm. Dù phục thời nghĩ nghĩ, đột nhiên lại nhớ không ra chính mình muốn tìm cái gì. Dẫn khí nhập thể đệ học thật mau, Diệp Tố lại khôi phục bộ dáng đại sư tỉ nghiêm túc, hôm nay học khắc hình. Hình dạng của pháp khí muôn hình vạn trạng, một luyện khí sư đủ tư cách phải đảm bảo hình dạng của pháp khí không bị biến đổi, không thể gây trở ngại khi người sử dụng vận chuyển linh lực. Các luyện khí sư bình thường sẽ học khắc hình thông qua việc luyện chế pháp khí bất quá đệ tử thiên cơ môn không có điều kiện này nên bọn họ chỉ có thể học khắc hình trên gỗ, có đôi khí thậm chí sẽ đi đến chấn nhỏ dưới chân núi để phụ thợ rèn làm nghề nguội, tìm kiếm xúc cảm. Tóm lại chỉ cần là việc hữu ích cho luyện khí thì diệp tố bọn họ trước kia cái gì cũng đều làm qua. Diệp tố dẫn tiểu sư đệ đến nơi có một đống khối gỗ ngồi xuống, trước tiên sẽ học khắc hình lên khối gỗ. Không khắc, dù phục thời không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Diệp Tố cường ngạnh nét đao khắc cùng một khối gỗ vào trong tay hắn. Phải học, hôm nay sẽ học khắc ra thanh đao, để có biết vẽ không? Không biết. Dù phục thời ghét bỏ nhìn khối gỗ dơ hầy trong tay, phàm nhân này thật là phiền quá đi. Diệp Tố buộc hắn nắm thanh đao khắc, nàng bóp các ngón tay hắn lại không cho hắn buông đao ra. Cứ thử xem sao đã, nếu thật sự không có thiên phú luyện khí thì ta sẽ đi hỏi sư phụ để đệ đi học cái khác học cái gì? Du Phục Thời ngay lập tức hỏi nàng, hiển nhiên rất là không muốn học luyện khí. Cũng có thể học kiếm. Diệp Tố thuận miệng nói, tiểu sư đệ tiền nhiệm chính là ngũ sư huynh của đệ, hắn cũng không am hiểu luyện khí, về sau hẳn sẽ đi theo con đường kiếm tu. Trên cửu huyền phong này Du Phục Thời chỉ còn có một người là chưa từng gặp qua, hắn hỏi, Dịch Huyền. Đúng vậy, Diệp Tố vừa dứt lời thì tựa hồ nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh, nhưng quay đầu nhìn lại thì không thấy có gì bất thường. Không muốn làm kiếm tu, dù phục thời cự tuyệt vừa nghèo vừa xấu. Diệp Tố, kiếm tu lợi hại ở tu chân giới không có một ai nghèo hết. Dù phục thời không lên tiếng, lại giả vờ nghe không thấy. Diệp Tố cũng không dây dưa về chủ đề này, nàng cầm lên một thanh đao khắc khắc nói về sau linh hỏa chính là đao khắc của luyện khí sư. Nàng nhẹ nhàng vẽ ra một hình dáng đại khái trên khối gỗ, sau đó lại chậm rãi gọt bỏ phần dư thừa. Dù phục thời không có hứng thú gì với chuyện khắc gỗ này nhưng lại không tự chủ được bị động tác tay của Diệp Tố hấp dẫn. Tay nàng nắm lấy đao khắc thập phần linh hoạt, khối gỗ cứng ngắc trên tay nàng lại như là một khối đậu hủ mềm, không đến nửa canh giờ một thanh đao đã được khắc ra tới khối gỗ cùng đao khắc trong tay du phục thời sớm đã bị hắn ném sang một bên, ngồi hết sức chuyên chú nhìn Diệp Tố khắc hình. Tuy nhiên phàm nhân này lại đột nhiên ngừng lại, du phục thời ngẩng đầu định hỏi nàng vì sao không tiếp tục khắc. Đệ đang xem xiếc, Diệp Tố lạnh lùng nói, mau nhặt đao khắc với khối gỗ lên. Không giống với ngày đó học dẫn khí nhập thể hắn vừa học liền biết, diệp tố dành ra thời gian một ngày để dạy du phục thời khắc hình nhưng cuối cùng hẳn chỉ học được thổi ngón tay học không được du phục thời xoa xoa đầu ngón tay của mình tùy ý nói người biết là được rồi diệp tố nhíu mày ta biết thì liên quan gì đến đệ du phục thời nghiêng đầu muốn pháp khí gì thì tìm ngươi là được rồi vì sao còn phải học phàm nhân này không phải là luyện khí sư sao Diệp Tố đột nhiên nhớ tới tử Lê Anh Mộc hôm trước bị tiểu sư đệ nhét cho nàng giữ, trầm mặc. Thiếu chút nữa thì quên tiểu sư đệ phú hào cỡ nào. Người như vậy không cần lao lực tu luyện, tiêu tiền cắn đan dược nằm thẳng cũng đều có thể thăng cảnh giới. Vì sao lại đến thiên cơ môn? Diệp Tố nhìn chằm chằm du phục thời, từ sau khi hắn đến đây thì cảm giác kỳ quái này cứ xuất hiện mãi. Du phục thời vẫn nhìn ngón tay của bản thân, không nhớ rõ, chỉ biết là trước kia đã đồng ý là phải đến đây. Lời này nói cũng như không nói, nhưng không hiểu sao Diệp Tố lại cảm thấy hắn đang nói thật. Đại sư tỷ Hạ Nhĩ từ xa chạy tới, hai kiện pháp khí đã đưa đi báo danh bình chọn, ngày 15 tháng sau là ngày bách thanh bảng đổi mới, đến lúc đó sẽ biết có thể lọt vào bảng hay không. Tỷ biết rồi, Diệp Tố quay đầu lại nhìn nhìn du phục thời, tử lê anh mộc giá trị liên thành, tùy tiện gọt xuống một lớp đều có thể đổi được rất nhiều pháp khí tốt. Người chạm vào thì chính là của ngươi. Dù phục thời cảm thấy phàm nhân này lại muốn đưa cái dương xấu xí kia lại cho mình liền lập tức đứng lên muốn rời đi. Từ từ, Diệp Tố giữ hắn lại, dương tử Lê Anh Mộc ta nhận, về sau đệ muốn pháp khí gì cứ tìm ta luyện chế. Dù phục thời quay đầu lại nhìn nàng, cuối cùng cũng ném được cái dương xấu xí rồi ta cho rằng bản thân ở phương diện luyện khí có chút thiên phú, có lẽ tương lai có thể trở thành luyện khí đại năng. Diệp Tố nói thẳng, Dương Tử Lê Anh Mộc này có thể xem là khoảng đặt cược mà đệ đặt trên người ta. Loại thiên tài địa bảo như Tử Lê Anh Mộc này không phải là Diệp Tố không muốn, ban đầu nàng từ chối là vì đó là đồ vật của người khác. Câu nói vừa rồi của Du Phục Thời đã đánh thức nàng, nếu có thể lấy thù lao luyện khí cả thời đổi lấy tử Lê Anh Mộc thì tính ra vẫn là nàng kiếm lời. Không được, du phục thời cự tuyệt. Diệp tố sừng sốt, nhưng cũng không ngoài dự đoán, đệ không muốn thì thôi vậy. Du phục thời đứng dưới một thân cây, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng dâm, hắn chậm rãi nhấc lên mi mắt, âm điệu lười biếng lại hoa lệ, ta muốn được đặt cược thêm bất cứ lúc nào. Diệp tố hít mắt, ý là muốn đưa thêm đồ vật cho nàng sao? Vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Có thể, Diệp Tố đáp ứng. Đây chính là cái gọi là cầu phú quý trong hung hiểm, vì tử Lê Anh Mộc có nguy hiểm hơn đều đáng giá, tù chân giới có biết bao luyện khí sư cầu cơ hội này mà không có. Diệp Tố vừa đồng ý thì du phục thời liền nghĩ túi cản khôn rách nát của nàng thành bãi rác của mình, bắt đầu suy nghĩ xem muốn ném thứ gì vào đó. Đại, đại sư tỷ. Hạ nhĩ nhìn bóng lưng đã đi xa của tiểu sư đệ, quay đầu lại lắp bắp hỏi Diệp Tố, cái gì tử, tử Lê Anh Mộc? Hắn nhất định là nghe lầm. Chính là tử Lê Anh Mộc mà đệ biết. Diệp Tố lấy cái dương kia ra từ trong túi cản khôn. Hạ nhĩ thở dốc vì kinh ngạc, thậm chí vì quá kích động mà bắt đầu nất cục, hắn không thể tin được mà hỏi, là thật sao tỷ? Diệp Tố đưa cái dương cho hắn, để nhìn kỹ đi. Hạ Nhĩ không dám nhận lấy, đôi mắt chừng lớn nhìn chằm chằm cái dương, thật lâu sau mới rỗi tay sờ sờ, quả nhiên đặc thù chất liệu giống như đúc nội dung được viết trong sách. Tại sao lại làm thành cái dương? Hạ Nhĩ chép miệng, đau lòng nói, ruột gỗ bị móc ra hết rồi. Diệp Tố gật đầu, phòng chừng là thế. Hạ Nhĩ lưu luyến tu tay lại, đệ vậy mà lại có thể sờ đến tử Lê Anh Mộc ngoài đời thật. Viên tử Lê Anh Mộc trên vòng cổ của tiểu sư muội chỉ cho bọn họ nhìn qua một cái, ai cũng không được chạm vào. Diệp Tố dương mắt nói, ta sẽ phân nó ra thành nhiều phần. Đệ, đệ cũng có phần sao? Hạ nhĩ ngốc. Mọi người của cửu huyền phong đều có. Diệp Tố cúi đầu nhìn cái dương, dùng ngón tay vẽ một đường bên trong, còn dư lại một nửa ta đặt ở thiên cơ môn, để mọi người dùng điểm cống hiến đến đổi. Chấp sự đường bị hoang phế 500 năm, nên được mở ra một lần nữa. Hạ nhĩ nhìn chằm chằm cái dương tử Lê Anh Mộc trong tay đại sư tỷ, lẩm bẩm nói, để cũng có một phần. Vừa dứt lời liền lăn ra bất tỉnh. Diệp tố. Tác giả có lời muốn nói. Đại sư tỷ, cả đời đổi một cái dương tử Lê Anh Mộc, giá trị chương 26 Thiên cơ lạnh Một ngày này cửu huyền phong chú định không an tĩnh. Khi hạ nhĩ tỉnh lại thì trời bên ngoài cũng đã tối, hắn mở to mắt, một lúc lâu sau thì buồn bã nói, thì ra là nằm mơ. Trong giọng nói mang theo ba phần mất mát bảy phần tự diễu. Nằm mơ cái gì? Diệp Tố đứng ở bên cạnh hỏi. Đang nằm trên sàn trong nghị sự điện. Hơn nữa bên cạnh còn có nhị sư huynh cùng tam sư tỷ đang nằm chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn lên trên điện thì thấy sư phụ đang ngồi che ngực. Được rồi. Diệp tố đá đá Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc trên mặt đất, đứng dậy nói chuyện. Nàng bảo Minh Lưu Sa cõng hại nghĩ lại đây, còn Tây Ngọc cứ đi trước mọi người gặp nhau ở nghị sự điện. Kết quả vừa lấy từ Lê Anh Mộc ra, nói ai cũng có một phần thì toàn bộ kích động xỉu la liệt trên sàn điện thật quá khoa trương rồi. Thấy Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc không có phản ứng gì, Diệp Tố chuẩn bị đá một chân nữa. Lúc này trưởng môn sư phụ đột nhiên hô to một tiếng, Diệp Tố. Sư phụ, Diệp Tố quay đầu, lặng lặng thu chân lại, nhắc nhở bản thân không nên làm trò trước mặt trường môn sư phụ mà động tay động chân. Nói chuyện thì tư tư nói. Trương Phong Phong đứng lên nghiêm túc nói, Động cước động thủ cũng không có việc gì nhưng mà con trước đặt nó xuống đã, đừng làm rơi. Tây Ngọc cùng Minh Lưu Sa mới vừa lồm cồm bò dậy. Diệp Tố nhìn theo ánh mắt của sư phụ, cúi đầu nhìn cái dương tử Lê Anh Mộc trong tay, tức khắc hiểu rõ, đặt cái dương lên bàn nghị sự, sư phụ, người bình tĩnh lại chút đi. Trương Phong Phong làm sao có thể bình tĩnh được, đây chính là tử, Lê Anh Mộc đó ông dám đảm bảo ngay cả chảm kim tông cũng không có một khối tử lê anh mộc lớn như vậy. Đây là một khối tử lê anh mộc hoàn chỉnh bị đào rỗng làm thành cái dương. Trương Phong Phong cẩn thận duỗi tay sờ sờ, đôi mắt hận không thể dính luôn lên đó. Gia đình tiểu sư đệ thật giàu. Tây Ngọc nhỏ giọng cảm thán. So với tử Lê Anh Mộc thì giờ phút này Diệp Tố càng muốn biết rõ một chuyện khác. Sư phụ, người đã thu tiểu sư đệ như thế nào vậy? khi đến cửa hắn đã mang theo ngọc bài gì? Trương Phong Phong hoàn hồn, là ngọc bài trước kia của tông môn chúng ta, ngày đó đến đây hắn liền chỉ vào phòng của con bảo là muốn ở đó, ta nói đó là phòng của đồ đệ ta, sau đó, hắn coi như là tiểu sư đệ của các con. Diệp Tố Phòng của đại sư tỷ có gì đặc biệt sao? Minh Lưu xa chậm gì gì hỏi, bọn họ đã ra vào đó vô số lần, cũng không thấy có gì đặc biệt. Trương Phong Phong nghĩ nghĩ nói, hình như là có người trước kia trụ ở gian phòng đó hay như thế nào đấy, tiểu sư đệ của con cũng không nói quá nhiều. Cho nên hai người liền mơ mơ màng màng mà trở thành sư đô. Diệp Tố cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng ngày ấy, một người lười nói, một người lười hỏi. Trương Phong Phong vuốt vuốt dâu, có chút chột dạ, một gian phòng cùng thêm một đồ đệ là có thể lấy lại ngọc bài, chuyện này đối với thiên cơ môn là một chuyện tốt ta tính xây thêm một khu phòng ở phụ cận nghị sự điện, đến lúc đó con có thể tiến vào trụ bên này. Sư phụ, ngọc bài đó là cái gì? Tại sao nhất định phải lấy nó lại? Hạ Nhĩ đi tới hỏi. Trương Phong Phong lấy ra từ trong túi cản khôn khối ngọc bài đã vỡ làm hai, đặt lên bàn, đẩy qua cho Diệp Tố, đã lấy lại được rồi nên cũng không còn quan trọng nữa, nguyên liệu làm nên ngọc bài này là thứ tốt, con giữ lấy. Diệp Tố cúi đầu nhìn miếng ngọc bài vỡ đôi trên bàn, vươn tay cầm chúng lên. Đây là một khối ngọc thanh ngọc, cảm xúc ôn nhuận ấm áp. Mặt chính có khắc ba chữ thiên cơ môn, chữ viết như lộ ra đao quang kiếm ảnh, như thể sơ cuồng đánh dấu. Chất liệu thanh ngọc xa xỉ, đại khái chỉ khi thiên cơ môn cường thịnh nhất mới có. Nàng lật mặt sau của ngọc bài lại không nhìn thấy bất luận dòng họ gì, chỉ có một chữ lệnh. Diệp Tố sừng sốt. Thiên Cơ Lệnh. Ngọc bài của các tông môn có rất nhiều lưu ý, bình thường khi có người cầm thẻ bài có ghi dòng họ đến cửa thì có thể dễ dàng xác định được là ai thiếu người này nhân tình. Nếu người thiếu ân tình đang vắng mặt ở tông môn thì sẽ hồi báo lên phong đỉnh của người đó. Quy chế trước kia của Thiên Cơ môn cũng giống như vậy không sai biệt lắm, nhưng còn có một loại ngọc bài khác, chỉ có trong tay trưởng môn, đó chính là Thiên Cơ Lệnh. Từ Thiên Cơ môn khai tông lập phái tới nay, chỉ có một khối duy nhất. Thiên cơ lệnh có thể hiệu lệnh bất luận luyện khí sư nào của thiên cơ môn là một chuyện. Trương Phong Phong khôi phục lại bộ dáng trường môn nghiêm nghị, hắn đã đưa ra yêu cầu, thiên cơ lệnh được thu hồi lại do trường môn ta xử lý. Sư phụ, thiên cơ lệnh chỉ có một khối duy nhất, sao người lại phá hủy nó? Hạ nhĩ thò đầu qua nhìn thiên cơ lệnh, hắn nhớ rõ Tông Huấn đã nói qua chỉ cần thiên cơ môn còn tồn tại một ngày thì phàm là người cầm thiên cơ lệnh có thể hiệu lệnh chúng đệ tử, bao gồm cả trường môn trưởng lão. trương phong phong đào mắt, không cẩn thận làm rơi. Sư phụ, thiên cơ lệnh là pháp khí do khai tông tổ sư luyện chế. Diệp tố chọc thùng lời ông, làm rơi cũng không vỡ. Phá hủy nó, tương lai các con cũng không cần sợ bị người quản chế. Trương Phong Phong nhìn mấy đệ tử này của mình. Lúc trước sư phụ cũng không nghĩ tới mấy người các con ở phương diện luyện khí đều có chút thiên phú. Hiện giờ thiên cơ môn đã cận kề phế tông, thiên cơ lệnh bị hủy thì cứ hủy thôi. Nếu thiên cơ môn có thể chấn hưng trở lại thì ta cũng không muốn thiên cơ lệnh trở thành nguy cơ giam cầm mấy đứa. Thiên cơ lệnh này là vật vô chủ, bất luận kẻ nào bắt được đến tay đều có thể hiệu lệnh thiên cơ môn một lần. Trương Phong Phong cũng không nghĩ tới đồ vật biến mất đã lâu này nay lại đột nhiên xuất hiện. Mấy đồ đệ của ông tư chất đều không bình thường, đặc biệt là Diệp Tố. Một khi bên kia biết Thiên Cơ Lệnh xuất hiện, mấy đứa Diệp Tố lại có dấu hiệu xuất chúng. Thế nên từ khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Cơ Lệnh, Trương Phong Phong liền muốn phá hủy nó. Pháp khí tổ sư ra luyện chế. Tây Ngọc cũng nghiêng người qua xem, vậy không phải là rất lợi hại sao? Đụng vào cửa lớn dưới chân núi một lúc lâu đấy. Trương Phong Phong vuốt dâu nói rốt cuộc không hổ là đại môn thiên cơ môn, vững chãi. Diệp Tố nói: "Sư phụ, chúng ta phân tử lê anh mộc ra làm hai, một nửa chia cho mọi người trong phong, dư lại một nửa đặt ở chấp sự đường, về sau để các đệ tử dùng điểm cống hiến đến đổi." Chấp sự đường. Trương Phong Phong nghe đến đây cũng động dung, đồng ý mở ra một lần nữa. Tuy nhiên ông suy tư một lát lại nói: bất quá chấp sự đường hiện tại không có người quản lý, hơn nửa tiểu sư muội mấy đứa lại là huyền âm chi thể, thiên phú cũng cao, kiếm điểm cống hiến hẳn là nhanh hơn các sư đệ sư muội khác, đến lúc đó. Mỗi người chỉ có thể đổi một lần. Diệp Tố cũng không ngại Ninh Thiển Giao có thể lấy được tử Lê Anh Mộc, muốn lấy tử Lê Anh Mộc từ chấp sự đường thì phải đổi bằng điểm cống hiến, nói cách khác nàng ta cần phải làm việc cho thiên cơ môn mới được. Như vậy cũng được. Trương Phong Phong sờ sờ dâu, mặt khác cũng hạn chế đối tượng, chỉ có đệ tử mới có thể đổi tử Lê Anh Mộc. Diệp Tố nhướng mày, đây là tính không cho Dương Trường Lão. Sư phụ, tử Lê Anh Mộc người cứ cất giữ trước, việc mở lại chấp sự đường cũng không vội, chọn được người quản lý rồi mở sau cũng không muộn. Diệp Tố nói, Trương Phong Phong cũng không đùn đẩy, vừa hay ta cũng cần tìm người tách cái Dương ra. Sau khi ông cất tử Lê Anh Mộc đi thì lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi Diệp Tố, tiểu sư đệ vì sao đột nhiên lại đem cái dương này cho con. Cái này con biết, Hạ Nhĩ bay nhanh nói, cả đời sau này của đại sư tỷ đều là của tiểu sư đệ. Hắn nghe được rõ ràng. Diệp Tố, Trương Phong Phong giờ phút này muốn đem cái dương trong túi cản khôn ném vào mặt tiểu đồ đệ, vì một khối tài liệu mà ngươi bồi cả đời mình vào chỉ là luyện pháp khí mà thôi. Diệp tố cười, huống hồ đồ vật mà tiểu sư đệ chỉ là tùy tiện lấy ra cũng đủ các luyện khí sư trong tu chân giới giành nhau vỡ đầu. Nước phù sa không chảy dụng ngoài, mối này con nhận là tốt nhất. Trương Phong phong nghẹn một nghẹn ở cổ họng, hình như cũng có vài phần đạo lý. Cả đời luyện khí sư còn không phải là vì theo đuổi tài liệu tốt dùng để luyện khí hay sao? Mấy người diệp tố bước ra khỏi nghị sự điện, Hạ Nhĩ cúi đầu đá đá viên sỏi bên đường. Sư phụ có chuyện gạt chúng ta đúng không? Minh Lưu xa liếc tứ sư đệ một cái. Giờ này mới biết. Hạ Nhĩ vò đầu. Tại đệ cảm thấy sư phụ có vẻ buồn lo vô cớ, ngay cả thiên cơ lệnh cũng phá hủy. Về sau không cần nhắc lại chuyện này nữa. Xem như chưa từng thấy qua thiên cơ lệnh. Diệp Tố quay đầu nói với các sư đệ sư muội. Ba người đều gật đầu đáp ứng hạ nhĩ vươn tay bụng miệng đệ chưa từng nghe thấy cái gì hết diệp tố trở lại huyệt động sau núi lấy ra khối thiên cơ lệnh đã gãy làm đôi cũng không biết sư phụ nghĩ gì mà lại tin tưởng người có thể lấy ra thiên cơ lệnh lại chỉ là con cháu thế gia bình thường ở nhân gian chỉ với gương mặt đó của tiểu sư đệ thì cũng đã không giống người thường rồi diệp tố nhớ tới lời hạ nhĩ nói vừa nãy ngón tay vô thức cong lại gõ gõ vào giá cắm nến Thay vì nói sư phụ buồn lo vô có thì chi bằng nói rằng sư phụ đang sợ thiên cơ lệnh rơi vào trong tay người nào đó, sẽ gây bất lợi với đệ tử thiên cơ môn. Diệp tố phất tay thổi tắt ngọn nến, an tĩnh ngồi trong bóng đêm. Có lẽ do các đồ đệ này vẫn còn quá yếu ớt, nên sư phụ mới giấu một số việc không nói. Ngày 15 tháng 12, Bách Thanh Bảng đổi mới. Minh Lưu xa. Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ đều dậy từ sáng sớm, ngồi ở bàn đá trong viện nhìn chằm chằm vào truyền tin ngọc điệp, thường thường thì thầm thảo luận vài tiếng. "Vì sao còn chưa đổi?" Tháng trước chính là đổi mới vào thời gian này. Thời gian đổi mới mỗi tháng không cố định. Diệp Tố không ở trong viện, nàng đang ở trong phòng du phục thời dạy hắn viết chữ bởi vì trước đó không lâu đại sư tỷ mới phát hiện tiểu sư đệ của bọn họ là một tên thất học diệp tố sau khi khiếp sợ một hồi thì cũng chỉ có thể nhận mệnh bắt đầu dạy hắn học chữ hơn nửa tháng trôi qua thành quả thu được cực nhỏ nâng cổ tay lên ngồi thẳng lưng dậy diệp tố lấy cán bút trọt vào eo lưng cánh tay của du phục thời tiểu sư đệ để không có xương hà du phục thời trực tiếp ném bút đi không muốn viết. Viết nửa canh giờ trên tờ giấy to chỉ có vài chữ siêu siêu vẹo vẹo như quỷ vẽ bùa. Cứ kiểu này thì tương lai ngay cả công pháp đệ cũng xem không hiểu đấy. Diệp tố đau đầu, người như vậy sao lại mù chữ chứ, uổng cho gương mặt thanh lãnh như quý công tử thông tư chắc tuyệt như thế. Người đọc cho ta nghe là được. Dù phục thời dịch ghế lại sát hơn, nghiêng đầu dương mắt nhìn phàm nhân này, Mắt có chút không tốt nhưng thanh âm miễn cưỡng vẫn nghe được. Ta sẽ không phải lúc nào cũng ở bên cạnh đệ." Diệp Tố hơi mỉm cười, tiểu thất học nên cố gắng học chữ. Dù phục thời lại bắt đầu buồn ngủ, hắn đứng dậy đi về phía giường, không quên phản bác Diệp Tố, "Ta biết chữ, chỉ là hình như đã quên mất." Diệp Tố mỉm cười, sớm biết có hôm nay thì ngày đó nàng nhất định sẽ dùng lời lẽ chính đáng từ chối yêu cầu của sư phụ có rồi. Ngoài sân đột nhiên truyền đến thanh âm của tây ngọc, sau đó hạ nhĩ cũng hô lên, đại sư tỷ, mau đến xem. Diệp tố đi ra ngoài, bảng đổi mới rồi. Minh Lưu Sa phóng to bách thanh bảng ra, đổi rồi. Mọi người xem từ dưới lên trên, không bao lâu liền tìm được tên của hai người. Thứ 289, Ô Tiên, luyện chế bởi Minh Lưu Sa, Thiên Cơ môn. Thứ 288, Nguyệt Thương, luyện chế bởi Hạ Nhĩ, thiên cơ môn. Vì sao xếp hạng lại thấp như vậy? Tây Ngọc nhìn trầm trầm hai hàng trên bách thanh bảng nói, toàn gia anh Phá Nguyên Môn gửi đao đi bình chọn lần đầu đã tiến lên trong 200 vị trí đầu. Thanh đao đó của hắn có dùng phong văn do chính hắn tự tu bổ, ý nghĩa bất đồng. Diệp Tố có thể đoán được cơ chế bình chọn của bách thanh bảng, ô tiên cùng Nguyệt Thương có chút quy củ không quá mới mẻ toàn ra anh tăng hạng rồi. Hạ nhĩ mắt sắc, nhìn thấy một cái tên quen thuộc ở mấy dòng phía trên, thứ 150, hắn còn đè được một người của trảm kim tông. 150. Diệp Tố nhớ lại thanh đao ngày đó ở thí luyện trường, có chút suy tư, hẳn là lúc sau hắn đã thêm cái gì đó. Thanh đao lúc ấy hẳn là không thể leo lên đến giữa bảng như hiện tại, nhiều lắm hạng thì 150 mấy. Người của trảm kim tông thật nhiều, hạ nhĩ nhìn quét một lần bách thanh bảng có chút hâm mộ một lúc nào đó thiên cơ môn có thể quay lại thời đại đầu bảng thì tốt quá bình thường minh lưu sa đóng lại truyền tin ngọc điệp đại sư tỷ kế tiếp chúng ta làm gì tây ngọc hỏi chúng ta chờ xem diệp tố nói có người đến đặt đơn hay không đại sư tỷ có người tìm tỷ mấy người trong sân diệp tố cúi đầu nhìn lại mới phát hiện ra là thanh âm phát ra từ truyền tin Ngọc Điệp. Nàng mở ra thì thấy là sư đệ dưới chân núi. Diệp Tố hỏi, ai tìm ta? Nói là tên toàn gia anh. Âm thanh rõ ràng có chút hoang mang của sư đệ truyền đến, đại sư tỷ cho hắn tiến vào không? Không cần, ta đi xuống. Diệp Tố ngẩng đầu, lấy ra kiếm, nhìn ba người, đi cùng không? Một lát sau bốn người trước sau phi kiếm xuống núi. Tác giả có lời muốn nói. Con rắn nhỏ, ta không phải thất học, chỉ là quên mất rất nhiều thứ. Diệp Tố, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tiểu sư đệ, ta thầu. Chương 27. Lời mời. Toàn gia anh đứng dưới chân núi Thiên Cơ môn, ngửa đầu nhìn đại môn cổ xưa dày nặng, mặc dù đã vạn năm qua đi, vẫn như cũ có thể nhìn ra được nét huy hoàng của năm nào. Tổng thể đại môn cao ba trượng, phần mái của cổng được lợp bằng ngói bạch ngọc, hai đầu có tượng diều hâu đối đầu với đại long, trên biển tên có cắm hai thanh kiếm, bao quanh ba chữ to thiên cơ môn, từng chữ thanh thế như cuồng phong. Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là đại môn đã mất đi linh khí dễ chịu, ẩn ẩn lộ ra hơi thở hôi bại. Đây là lần đầu tiên toàn gia anh đến thiên cơ môn, trong quá khứ hắn chỉ nghe đến cái tên này từ những trò cười trong miệng người khác. Hiện tại hắn cũng không biết vì sao bản thân lại đến đây. Nửa tháng trước, một ngày trước khi gửi pháp khí đi bình chọn lên Bách Thanh Bảng, toàn gia anh đã lâm thời quyết định thêm một loại phong văn đã được tu bổ lên trên thân đao. Lúc ấy vài vị trưởng lão khuyên can hắn không nên loạn thêm phong văn, một khi xuất hiện sai lầm cả kiện pháp khí sẽ bị hủy hoài nếu luyện chế lại một lần nữa nhất định sẽ bỏ lỡ kỳ bình chọn lần này của Bách Thanh Bảng. Nếu lần này thất bại thì tháng sau lại nộp pháp khí khác ứng tuyển. Toàn ra anh nhớ tới thái độ chẳng để bụng đến Bách Thanh Bảng của mấy người diệp tố, thế nhưng lần đầu tiên hắn không nghe lời kiến nghị của các trưởng lão. Mấy vị trưởng lão không tán đồng lắc đầu, làm sao mà giống nhau được? nếu phải chờ đến tháng sau thì nhất định đám người trảm kim tông sẽ lại cười nhạo phá nguyên môn chúng ta không có đệ tử nào ra hồn. Toàn gia anh vẫn kiên trì muốn thêm phong văn, nếu đưa đi bình chọn mà xếp hạng thua hai người bọn họ thì sẽ lại càng mất mặt hơn. Các trưởng lão còn muốn nói gì đó nhưng đã bị trưởng môn ngăn cản, con muốn làm gì thì cứ làm đi. Toàn thâm chỉ đồng ý cho toàn gia anh khắc thêm hoa văn mới tu bổ lên thân đao lại vạn vạn không ngờ tới con của ông có thể khắc thành công phong văn lên thân đao, sau đó nghĩ về lời nói của phụ thân mình, cảm nhận được tình thương sâu sắc của cha, sau mấy ngày trầm ngâm tự hỏi, cảm thấy bản thân được cổ vũ to lớn, bèn trực tiếp, trốn khỏi tông môn. Trưởng môn phá nguyên môn tức giận dựng dâu như thế nào thì sau này hãn bàn, giờ phút này toàn ra anh đứng dưới chân núi thiên cơ môn, trên gương mặt tuấn tú trẻ tuổi giấu không được cảm giác mới lạ một đệ tử mặc đạo bào huyền sắc thấy có người cứ lắc lư ở cửa bèn đi từ bên trong ra, đánh giá từ trên xuống dưới người này một cái nói vô âm tông ở phía bên kia của trấn nhỏ không phải ở đây mấy năm nay luôn có người muốn xin gia nhập vô âm tông nhưng lại đi sai đường chạy đến dưới chân núi thiên cơ môn bọn họ không hiểu được chẳng lẽ bọn họ không đọc được ba chữ to đùng trên đại môn hay sao tiểu đệ tử cảm thấy người trước đại môn này hơn nửa cũng là đang tìm vô âm tông toàn gia anh thấy đệ tử này mặc đạo bào giống với đạo bào nhóm diệp tố hay mặc liền biết là mình không đi nhầm chỗ. ta tìm diệp tố đại sư tỷ tiểu đệ tử nghe vậy liền xoay người đưa tin cho diệp tố trên cửu huyền phong sau đó lại quay đầu lại nói người ở đây đợi một lát đại sư tỷ lập tức xuống ngay đa tạ toàn gia anh chắp tay hơi khom lưng nói đứng đợi trước đại môn một hồi trên đỉnh đầu toàn gia anh chợt xẹt qua vài đạo bóng dáng ngoài ra còn có tiếng kiếm phá không rít lên toàn gia anh ngửa đầu hắn có ảo giác rằng đang ở trước cửa của kiếm tông nào đó chứ không phải là tông phái luyện khí giữa không trung diệp tố dẫn đầu tốc độ quá nhanh nên trực tiếp bay ra khỏi thiên cơ môn hạ nhĩ đuổi theo sau diệp tố liều mạng kêu đại sư tỷ tiến lên chỉ còn thiếu cho hắn hai lá cờ để hò reo, nhưng mà nếu là người không biết chuyện nhìn thấy thì chắc sẽ cho rằng hắn đang đuổi giết ai. Tốc độ của Tây Ngọc chậm một chút, không bị bay ra ngoài, vừa lúc cúi đầu nhìn thấy có hai người đang đứng trước đại môn nên chuẩn bị hoàn mỹ mà đáp xuống. Kết quả Minh Liêu Sa lắc lư bay tới ở phía cuối khống chế phương hướng không tốt, lập tức tông phải Tây Ngọc đang thả chậm tốc độ để đáp đất, hai người đâm sầm một cái rầm giữa không trung trong nháy mắt linh lực tứ tán, rơi tự do mặt tiếp đất. Tiểu đệ tử bên cạnh phụt cười một tiếng, toàn gia anh thậm chí còn loáng thoáng nghe thấy hắn nói: "Mai khai nhị độ." Chỉ là khi quay đầu nhìn lại thì thấy trên mặt tiểu sư đệ lại hiện lên vẻ đau lòng, nhanh chóng tiến lên nâng sư huynh sư tỷ dậy, quan tâm hỏi han có sao hay không. Chuyện thứ nhất, Tây Ngọc làm sau khi đứng dậy là soi gương, đồng thời cũng thập phần phỉ nhổ kỹ thuật của Minh Lưu Sa đến bây giờ ngay cả phanh kiếm cũng còn chưa phanh được, hứ. Mình lưu xa vớt thanh kiếm từ dưới mặt đất lên, về sau té ngã thêm vài lần thì sẽ biết thôi, đại sư tỷ cũng không phải là phải té ngã vài lần rồi mới thuần thục à. Người sao không nói lúc đó đại sư tỷ còn chở theo ba đứa chúng ta nữa. Tây Ngọc hừ một tiếng, kỹ thuật ngự kiếm của hắn đúng là giờ đến không thể dở hơn. Toàn ra anh nghe đoạn đối thoại của bọn họ thì theo bản năng muốn nói là các luyện khí sư bình thường sẽ không ngự kiếm, có thể dựa vào truyền tống trận hoặc cưỡi phi kỵ để di chuyển. Lời còn chưa nói ra liền nhớ tới mấy người này mấy ngàn linh thạch còn gom không đủ, nói chi đến chuyện mua phi kỵ. Toàn đạo hiểu sao lại đến đây? Diệp Tố từ từ đi lên lại chân núi, cách thềm đá xa xa hỏi. Lúc trước các ngươi nói muốn giao lưu luận bàn, chờ Diệp Tố đến gần, Toàn gia anh nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói, "Cho nên ta đến đây." Diệp Tố Uyển chuyển nhắc nhở, "Nơi này của chúng ta không thích hợp để luận bàn. Không có linh khí, không có linh thạch, rất khó để luyện chế pháp khí. Không luận bàn cũng có thể giao lưu." Toàn gia anh nói, "Ta có chút vấn đề muốn tỉnh giáo mọi người." Toàn gia anh quyết tâm muốn lưu lại, mấy người Diệp Tố cũng không có cách nào cự tuyệt dù sao bọn họ cũng mới đi cọ linh khí và tài liệu ở phá nguyên môn về. Tuy rằng là quang minh chính đại dùng thực lực thắng được nhưng ít nhiều cũng có vài phần nhân tình. Trên cửu huyền phong ngoại trừ nghị sự điện và nơi ở của trường môn thì chỉ có 5 gian phòng cho các đệ tử. Diệp Tố dẫn toàn gia anh đi vào thiên cơ môn, nếu huynh muốn lưu lại đây thì chỉ cơ thể ở tạm dưới chân núi. Ta không ngại, toàn gia anh nhìn xung quanh thiên cơ môn, đã từng là luyện khí đại tông nên có thí luyện trường, thậm chí còn muốn lớn hơn của phá nguyên môn, chẳng qua tông môn đứng bên bờ vực suy bại, không có linh khí tầm bổ, ngay cả cỏ dại đều thưa thớt đến đáng thương. Hắn từng nghe rằng Thiên Cơ môn ở thời kỳ cực thịnh thì đạp sạch sẽ các luyện khí sư khác khỏi các đại bảng luyện khí, mỗi khi bách thanh bảng đổi mới đều là tên người Thiên Cơ môn, tháng nào cũng như tháng nấy, đều là những cái tên quen thuộc. Khi đó Bách Thanh bảng cơ hồ thành bảng xếp hạng các luyện khí sư của Thiên Cơ môn, hiện giờ lại. Các ngươi có đưa pháp khí đi bình chọn chưa? Toàn gia anh mãi lo chạy đến đây nên vẫn chưa kịp xem xếp hạng của mình, ngược lại lại hỏi trước xếp hạng của mấy người Diệp Tố. Đã đưa đi rồi, Diệp Tố đi ở đằng trước nói. Toàn gia anh nghe nàng nói đã đưa đi rồi liền nhanh chóng mở ra truyền tin ngọc điệp, lúc mở ra Bách Thanh bảng tim hắn đập cực nhanh không phải là vì xếp hạng của bản thân mà là vì muốn nhìn xem vụ sát hoa xếp vị trí thứ mấy. Kết quả nhìn tới nhìn lui mấy lần đều tìm không được tên Diệp Tố cùng vụ sát hoa. Hạ Nhĩ thấy sắc mặt toàn gia anh có gì, cho rằng hắn không hài lòng với xếp hạng của bản thân nên an ủi nói. Chỉ là xếp hạng của một kiện pháp khí mà thôi, về sau ngươi nhất định sẽ luyện chế ra pháp khí lợi hại hơn nữa. Vì sao? Toàn gia anh ngẩng đầu hỏi. Sao là sao? Hạ nhĩ ngây ngẩn cả người. Toàn ra anh bước nhanh vài bước về phía trước, nhìn chằm chằm bóng dáng của Diệp Tố. Vì sao không đưa vụ sát hoa đi bình chọn? Nếu không đủ linh thạch ta có thể cho ngươi mượn. Diệp Tố cúi đầu không tiếng động cười cười nói, chúng ta tất nhiên là có suy tính riêng. Toàn ra anh nắm chặt ngọc điệp, hắn không để ý chuyện mình vượt qua người chàm kim tông bằng chuyện xếp hạng của Diệp Tố vậy mà nàng lại cố tình không đưa vụ sát hoa đi bình chọn đúng rồi toàn huynh có chuyện muốn hỏi huynh một chút diệp tố quay đầu lại hỏi sau khi lên bách thanh bảng thì khoảng bao lâu mới có thể nhận được lời mời luyện chế pháp khí vào ngày bách thanh bảng đổi mới hàng tháng đều có tu sĩ theo dõi sát sao bảng vừa đổi mới thì liền sẽ có người gửi lời mời tới toàn gia anh nhìn thoáng quá hai cái tên thiên cơ môn ở gần cuối bảng xếp hạng của các ngươi quá thấp Lời mời sẽ không quá nhiều. Có đơn là được rồi. Lần này Diệp Tố cũng chỉ là muốn dò đường mà thôi. Toàn gia anh vẫn muốn Diệp Tố gửi vụ sát hoa đi bình chọn nên hắn cố ý trước mặt mọi người mở ra truyền tin ngọc điệp, muốn cho bọn họ nhìn thấy mình thu được bao nhiêu lời mời luyện khí. Từ lúc bảng đổi mới cho đến hiện tại chưa đến một canh giờ mà các loại lời mời ào đến như hoa tuyết mùa đông. Các luyện khí sư xếp hạng cao mới được hoan nghênh toàn gia anh nhìn diệp tố nói nếu ngươi đưa vụ sát hoa đi bình chọn thì chắc chắn về sau sẽ không cần lo lắng chuyện luyện khí còn kiếm được không ít linh thạch việc này không vội diệp tố không muốn tiếp tục đề tài này thanh đao của toàn huynh lúc sau có cải biến thêm gì đúng không có thêm một đạo lôi văn toàn gia anh lại nhớ tới phong văn trên thanh đao của tây ngọc lại bắt đầu xoay sang tây ngọc đẩy mạnh tiêu thụ phong văn trên thanh đao kia của ngươi chữa trị tốt hơn nhiều so với bản của ta, nếu đưa đi bình chọn. Dừng dừng, Tây Ngọc lập tức bắt chéo tay cự tuyệt nói, huynh có một chân với bách thanh bảng à? Một hai kêu gọi mọi người tiêu tiền gửi pháp khí đi bình chọn thế. Toàn ra anh. Thật ra thì, hạ nhĩ từ phía sau đuổi kịp tới, bắt đầu hoạt động nổ đại sư tỷ như thường lệ, Thật ra nếu muốn nói về chữa trị hoa văn thì phải nói tới đại sư tỷ của chúng ta. Tay nghề của tam sư tỷ cũng chính là do đại sư tỷ chỉ dạy, chứ tam sư tỷ nửa năm trước còn không biết hy hữu phong văn là gì. Thật sao? Toàn gia anh có chút hoài nghi, hắn chưa thấy Diệp Tố sử dụng hy hữu phong văn bao giờ. Hạ nhĩ dựa gần qua hắn hạ giọng nói, đại sư tỷ làm người điệu thấp, luyện khí tùy ý nhưng cái nào cũng đều am hiểu hết nghi hoặc trong mắt toàn gia anh vẫn chưa tiêu, các ngươi có tài liệu để luyện khí sao? Không phải là hắn không tin nhưng Diệp Tố đến 2.000 trung phẩm linh thạch còn không có cách nào gom đủ thì lấy ở đâu ra được tài liệu. Hạ Nhĩ đứng thẳng dậy, cảm thấy tên này thật chậm tiêu, ta là đang nói về mặt lý luận, đại sư tỷ học gì cũng đặc biệt nhanh. Huống hồ trở về sau khi thiên cơ môn chúng ta huy hoàng trở lại, có đủ các loại tài liệu, có được lượng lớn linh thạch rồi là đại sư tỷ có thể luyện chế ra vô số pháp khí. Đến lúc đó tay đấm phá nguyên môn, chân đạp chảm kim tông. Toàn ra anh. Đừng nổ nữa. Thanh âm của Diệp Tố xa xa truyền đến, nhanh chân lên. Hạ Nhĩ lập tức chạy chậm đuổi theo. Đại sư tỷ, có cần báo cho sư phụ là có khách đến thiên cơ môn hay không? Lát nữa ta sẽ đi báo với người một tiếng, các đệ dẫn toàn đạo hữu đi dạo xung quanh đi. Thanh âm của Diệp Tố theo gió truyền xuống dưới. Toàn gia anh rũ mắt đóng lại truyền tin Ngọc Điệp, xem nhẹ các tin do tông môn liên tục truyền đến. Diệp Tố đi tìm trưởng môn sư phụ, toàn gia anh thì bị mang đi tham quan khắp nơi. Gian phòng đầu tiên vốn dĩ là của đại sư tỷ, nhưng thời gian trước có một tiểu sư đệ mới tới nên nhường cho hắn ở đó. Hạ Nhĩ đứng ở bên cạnh giới thiệu. Vậy Diệp Tố ở đâu? Toàn gia anh khó hiểu, ở phá nguyên môn sẽ không có chuyện để sư tỷ nhường phòng. Sơn, động, sau, núi. Minh lưu Sa chậm gì gì nói. Toàn gia anh nhíu mày, vô pháp lý giải chuyện này. Thanh thế của tân sư đệ cũng quá lớn rồi, sư phụ của các ngươi, thật bất công. Ngươi không hiểu đâu, Tây Ngọc ném ra một câu nói đến cùng vẫn là việc tư của tông môn khác toàn gia anh không tiện nhiều lời nữa ngược lại nói trước đó không lâu ta có chữa trị một đạo lôi văn có lẽ các ngươi có thể cho ta một ít kiến nghị cho chúng ta nhìn xem thử tây ngọc ngồi trước bàn đá trong viện chúng ta cứ bàn luận trước đợi lát nữa sư tỷ về có thể để tỷ ấy sửa lại toàn gia anh cũng đi theo ngồi xuống lấy ra phong văn mình đã sửa chữa cho ba người bọn họ xem phong văn vốn dĩ phức tạp, càng không cần phải nói phong văn hy hữu bị thiếu hụt nhiều chỗ, có lúc nhìn chằm chằm một hồi lâu thậm chí còn bị hóa mắt chóng mặt. Bốn người ngồi vây quanh cái bàn, viết viết vẽ vẽ nửa ngày, Tây Ngọc vẽ xong trước khối phong văn thiếu hụt, sau đó chờ hạ nhĩ cũng minh lưu xa vẽ xong bọn họ lại bắt đầu đấu khẩu kịch liệt. Toàn ra anh ngơ ngác nhìn ba người cãi nhau đến mặt đỏ tay hồng, nhảy dựng cả lên, nội tâm hắn cảm thấy phức tạp cực kỳ người thiên cơ môn, sao lại thế này? Đại sư tỷ đã trở lại. Hạ nhĩ mắt sắc, chỉ vào Diệp Tố vừa tới cửa viện, để đại sư tỷ nhìn xem chúng ta ai mới đúng. Diệp Tố đã quá quen với cảnh tượng này, chậm rãi đi tới hỏi, chuyện gì? Tứ sư đệ cứ nói bản phong văn hắn vẽ là hoàn chỉnh nhất, rõ ràng có vài chỗ không phù hợp hướng đi của phong văn gốc. Minh Lưu Sa dành nói trước, Tốc độ lời nói của hắn lúc này lại mau thật sự. Toàn gia anh ngồi trên ghế đá kế bên cảm thấy Minh Lưu Sa có thể đi theo đạo thiền khoái khẩu, nhất định có thể danh chấn tu chân giới. Đưa tỷ nhìn thử xem. Diệp Tố dỗi tay nhận lấy lôi văn mà bọn họ vẽ, thuận tiện cầm luôn tờ giấy mà Toàn gia anh đưa qua. Nàng cầm mấy tờ giấy họa đầy phong văn, đứng trước bàn, thậm chí còn chưa ngồi xuống lúc này gian phòng ngoài cùng bỗng nhiên cửa được mở ra từ bên trong diệp tố theo bản năng quay đầu lại nhìn tiểu sư đệ đã thay một kiện trường bào xanh đen tóc đen có chút hỗn độn tùy ý thả ở sau lưng bộ dáng rõ ràng là bị bọn họ đánh thức mặc dù giữa mày có hơi nhíu nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp kinh tâm động phách hắn đứng trong phòng nhìn sang bọn họ ngoài này ánh mắt đảo qua diệp tố lại xẹt qua ba người minh lưu xa cuối cùng dừng lại trên người duy nhất đang ngồi trong viện, mở miệng mang theo vài phần xem không vừa mắt. Ngươi là dịch huyền. Xấu. Tác giả có lời muốn nói. Dù kiều kiều, đồ xấu xí, chỗ nào giống ta chứ? chương 28 Hồ Ly Tinh Lời này vừa thốt ra thì mọi người trong sân đều ngây ngẩn cả người. Toàn ra anh không biết dịch huyền là ai, hắn mờ mịt nhìn người trong phòng, khí chất của người nọ không hề hòa hợp với thiên cơ môn, và cũng không biết vì sao từ trong mắt của đối phương hắn lại cảm nhận được sự ghét bỏ. Hắn là thân truyền đệ tử của Phá Nguyên môn, toàn gia anh. Diệp Tố nhìn Du Phục thời đứng trong phòng cách đó không xa giải thích, không phải dịch huyền. Không phải. Vậy, cũng đều xấu như nhau. Du Phục thời nghe vậy thì cũng mất đi hứng thú, ánh mắt rời đi không nhìn toàn gia anh nữa phảng phất như vừa rồi cái gì cũng chưa nói dịch huyền là ai toàn ra anh nhìn bọn họ có chút tò mò hỏi là tiền tiểu sư đệ hạ nhĩ giải thích hắn ra ngoài rèn luyện còn chưa về toàn ra anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lại nghĩ tới cái gì nên hỏi tiếp dịch huyền có phải là người ở đại môn phá nguyên môn hôm trước hay không hắn nhớ lúc ấy còn có một nam tử trẻ tuổi cũng mặc trường bào huyền sắc Diện mạo đó rất khó để người khác không để ý tới Hạ nhĩ gật đầu, chính là tiểu sư đệ Nếu về sau có cơ hội có thể cùng nhau giao lưu Toàn gia anh nghĩ nếu là đệ tử thiên cơ môn hẳn là cũng giống như mấy người diệp tố Có chút bản lĩnh ở phương diện luyện khí minh lưu xa giật giật khóe miệng Thôi, bỏ, qua, đi Toàn gia anh khó hiểu Tiểu sư đệ của chúng ta rốt đặc cán mai Tây Ngọc ngồi xuống nói, ngay cả Linh Hòa còn không khống chế được. Trong linh khí của tu chân giới có chứa ngũ hành, tu sĩ sẽ đem linh khí hóa thành linh lực của bản thân. Nhưng luyện khí sư cùng đan sư phải có thiên phú tách bóc được ngũ hành mới có thể tiếp tục con đường tu đạo. Năm đệ tử của Cửu Huyền Phong, bốn người đều có thiên phú về mặt luyện khí đã là xác suất cực cao. Rốt cuộc bọn họ đều là do trưởng môn sư phụ nhặt về mà không hề làm kiểm tra hay có biểu hiện xuất sắc gì trước đó. Toàn gia anh ngẫm nghĩ, miễn cưỡng lý giải, thì ra là thế. Phá Nguyên môn bọn họ khi thu đệ tử sẽ phải kiểm tra thiên phú trước, người không sinh ra được linh hỏa sẽ không thu. Diệp Tố, dù phục thời đứng trong phòng bỗng nhiên hô một tiếng. Gọi đại sư tỷ, Diệp Tố sửa lại xưng hô của hắn vì sao tiểu sư đệ cũng đổi thành người mới rồi mà vẫn như cũ không thích gọi nàng đại sư tỷ vậy? Dù phục thời hoàn toàn làm như nghe không thấy, vườn ngón tay xinh đẹp thon dài chỉ vào phòng nói với Diệp Tố, bên trong bị lùa gió. Diệp Tố kinh ngạc, gió. Mấy ngày nay nhiệt độ giảm khá nhiều, gió trên núi xác thật thổi mạnh hơn không ít. Đại sư tỷ, có phải do tường lúc trước sửa lại không tốt hay không? Tây Ngọc nhớ tới nói, đêm qua trong phòng muội cũng lạnh cam cam. để tỉ vào nhìn thử, Diệp Tố đi tới hai bước, lại quay lại cầm lấy cây bút trên bàn đá, vẽ lại lôi văn lên một chỗ trống trên tờ giấy. đường bút của nàng du tẩu nhẹ nhàng, phảng phất như đã từng vẽ vô số lần trong thời gian một chén trà nhỏ, lôi văn phức tạp liền xuất hiện trên tờ giấy. mọi người trước xem thử đi, đợi lát nữa ta sẽ quay lại diệp tố nói xong bước nhanh lên bậc thang đi vào phòng của du phục thời toàn ra anh bị tư thái nhẹ nhàng thoải mái của nàng làm cho chấn động thật lâu vô pháp hoàn hồn hắn vươn tay cầm lấy bản vẽ cúi đầu nhìn xem lôi văn này vốn thiếu hụt đến hai phần ba trên cơ bản đã mất đi kết cấu chủ chốt chỉ còn lại có khởi thế đoạn mở đầu đây cũng là lý do vì sao mấy người minh lưu xa lại tranh chấp với phong văn còn sót lại quả thật có thể có nhiều họa pháp khác nhau toàn gia anh không những đã xem qua rất nhiều thư tịch về hy hữu phong văn mà còn từng thỉnh giáo qua các trưởng lão am hiểu về khắp phong văn ở các tông môn khác. Hai người kia của trảm kim tông riêng về mặt này không thể so được với hắn. Khởi thế, thân văn, kết thúc. Toàn gia anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhìn kỹ từng chút từng chút một, ngực bắt đầu không ngừng bùm bùm nhảy, cảm giác lạnh lẽo và khô nóng đan chéo nhau, cho đến cuối cùng hít một hơi thật sâu mới có thể khó khăn mà bình tĩnh lại, nhưng mấu bàn tay cầm tờ giấy vẫn nổi gân xanh. Nàng, quả nhiên lợi hại. Lôi văn mà hắn bổ cứu lúc trước hắn tự nhận là đã bổ cứu đến trình độ giúp công hiệu của phong văn có thể phát huy đến cảnh giới cao nhất, nhưng mỹ cảm vẫn cảm thấy có chút không đủ. Vậy mà phong văn mà Diệp Tố vẽ ra công hiệu tuy không có gì khác nhau nhưng lại phiêu giật uy lệ. Điểm mấu chốt nhất là Diệp Tố đã cải biến một chút phần kết thúc. Ban đầu toàn gia anh còn cho rằng mình rốt cuộc tìm ra được lỗi sai của nàng, nhưng sau đó nghĩ lại thì mới hiểu ra rằng nàng thậm chí đã suy xét đến hai đạo phong văn được khắc lên đao của hắn trước đó. Ba loại phong văn cưỡng chế đặt cùng nhau dễ dàng tạo cảm giác trồng chất rối rắm, nhưng chỉ với một nét bút cải biến của nàng thế nhưng lại giúp đạo lôi văn cuối cùng có thể được thêm vào mà không gây ra cảm giác đột ngột nào toàn ra anh nhìn chằm chằm lôi văn trong tay chỉ hận không thể lấy về thanh đao đã đưa đi bình chọn để sửa lại. Lúc này Diệp Tố đã đi vào trong phòng, đứng trước mặt tường đã từng được sửa chữa qua lúc trước, đợi một hồi quả nhiên cảm nhận được một luồng gió rất nhẹ thổi vào. Có khả năng là do tường được đắp lại không được kín, để... Diệp Tố xoay người đang muốn giải thích cho du phục thời, kết quả nhìn thấy hắn đang dựa vào bên cây cột, tóc đen như tơ lụa thả ở sau người, hàng mi dài khẽ khép, che lại đôi mắt đen láy, bộ dáng buồn ngủ cực kỳ. Ít nhất thì tiểu sư đệ không phải là hồ ly tinh. Đại sư tỉ híp hai mắt nghiền ngẫm, nàng nhớ rõ hồ ly không có ngủ đông. Mùa này trong chấn nhỏ dưới chân núi hẳn là cũng sẽ không có buồn chết tường. Diệp tố liền đi ra ngoài tìm chút vật liệu gỗ, tước thành từng tấm ván nhỏ, đóng lên mặt tường. Tốt rồi, buổi tối hẳn là sẽ không lùa gió nữa. Đại sư tỷ tự nhận là đã sửa chữa thập phần hoàn mỹ. Dù phục thời dương mắt, nhìn những mảnh gỗ được đóng lên tường như mảnh vá trên manh áo rách. Xấu! Phạm nhân này không thấy nó xấu muốn mù mắt luôn sao? Xấu! Diệp Tố quay đầu lại nhìn nhìn, xác thật có khó coi một chút, nàng tùy tay làm ra một thuật che mắt, vậy thì không thấy nữa rồi. Dù phục thời nhíu mày nhìn chằm chằm bức tường, tuy rằng còn có chút ghét bỏ nhưng cuối cùng lại không nói gì nữa, đứng dậy đi lên giường nằm bẹp xuống ngủ, thập phần tùy ý lười nhác. Trừ những lúc bị cưỡng chế bắt buộc thì Diệp Tố chưa bao giờ gặp qua hắn đả tọa tu luyện, bất quá, tân tiểu sư đệ so với tiền tiểu sư đệ thì dễ dỗ hơn nhiều. Từ sau khi toàn gia anh tới, trên cửu huyền phong không có ngày nào là an bình hắn dù sao cũng là danh môn đại phái thân truyền đệ tử vậy mà nửa điểm mặt mũi cũng không cần, cả ngày lên núi chặn người, muốn cùng Diệp Tố giao lưu tu bổ phong văn. Người cứ vẽ nhiều là được. Diệp Tố tống cổ hắn, tìm mấy quyển hy hữu phong văn đọc tới đọc lui, xong mỗi ngày vẽ mấy chục tờ phong văn, vẽ mấy năm như vậy thì phong văn nào cũng có thể nhìn ra được bảy tám phần rồi. Đây là cách ngươi đã học à? Toàn ra anh nhìn chằm chằm Diệp Tố hỏi diệp tố gật đầu đúng vậy ở thiên cơ môn nhiều nhất chính là thư tịch phần lớn nội dung đều liên quan đến luyện khí nhưng bọn hắn không có tài liệu luyện tập diệp tố rảnh rỗi không có việc gì làm có hai năm đó mỗi ngày chọn đọc một quyển hy hữu phong văn sau đó vẽ lại toàn bộ các loại phong văn thiếu hụt các loại họa pháp có thể sử dụng mỗi ngày vẽ vài chục tờ có lẽ vì duyên cớ này mà khi diệp tố vẽ phù lần đầu lại có thể thuận lợi như vậy suy ra thì phù văn cùng phong văn có chút giống nhau ta còn một quyển về hy hữu phong văn chi bằng toàn gia anh còn muốn tiếp tục giao lưu toàn huynh ta còn có chút việc diệp tố đau đầu toàn gia anh giống như bị tiêm máu gà mấy ngày trước lôi nàng đi tu bổ cả một quyển phong văn tàn khuyết suốt mấy ngày đêm không ngủ người đi đâu toàn gia anh còn muốn đi theo Diệp Tố không thể chịu nổi cái đuôi này nữa, nên nói với hắn là Minh Lưu Sa đối với phương diện luyện chế tiểu pháp khí có rất nhiều tâm đắc. Sau đó nói: Toàn huynh, luyện khí sư nên phát triển toàn diện. Huynh đừng để có lỗi với họ của mình. Toàn gia anh nghe thấy vậy đầu tiên là ngẩn người suy tư gì đó, sau đó lại tựa như vén mây thấy được mặt trời, rộng mở thông suốt. Người nói rất đúng. Ngay sau đó lập tức xoay người đi tìm Minh Lưu Sa nhìn bóng dáng hắn xoay người rời đi Diệp Tố rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Vì thế toàn gia anh lại mở ra mọi chiêu thức để chặn đường Minh Lưu Sa, Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ, dùng hành động để biến câu nói ngày trước Diệp Tố thuận miệng nói là giao lưu luận bàn trở thành thực tiễn, vắt sạch thể xác, tinh thần cùng tri thức của mấy người trên cửu huyền phong không thừa một giọt. Đệ tử Thiên Cơ Môn có nhiều góc độ nhìn nhận mới mẻ độc đáo về luyện khí khiến cho toàn gia anh thu được lợi ích không nhỏ. Hắn thậm chí còn muốn đi chặn đường du phục thời nhưng bất quá lại nghe nói tiểu sư đệ cái gì cũng không biết nên đành phải từ bỏ, trong lòng nghĩ, tiểu sư đệ của Thiên Cơ môn là thu cho đủ số lượng sao? Người nào người nấy đều rốt như nhau, có mỗi gương mặt thì đúng là người sau đẹp hơn người trước. Có ai gửi lời mời luyện khí chưa? Diệp Tố hỏi Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhĩ. Vấn đề này, cơ hồ mỗi sáng sớm nàng đều hỏi một lần. Minh Lưu xa lắc đầu, "Không, có." Hạ Nhĩ có chút nóng nảy, "Đại sư tỷ, có phải do xếp hạng của chúng ta quá thấp nên không có người tìm đến hay không?" "Không phải, lúc trước khi mua tài liệu ở tài liệu hành diệp tố nghe qua người khác thảo luận, có vài tán tu muốn mua pháp khí tốt chút nhưng với giá phải chăng thì sẽ tìm tới các luyện khí sư ở mấy vị trí cuối cùng của Bách Thanh bảng. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà vẫn không có người tìm đến chúng ta." Hạ Nhĩ mỗi ngày đều nhìn chằm chằm truyền tin Ngọc Điệp, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của lời mời nào. Hay, cứ, chờ, thêm, một, thời, gian. Minh Lưu Sa chậm gì gì hỏi. Không cần chờ nữa. Diệp Tố nhìn thoáng qua về phía nơi ở của trường môn sư phụ, có đợi nữa cũng sẽ không ai mời chúng ta đâu. Ngày Bách Thanh Bảng đổi mới, vì toàn gia anh tìm đến nên nàng có đi tìm sư phụ thông báo có khách nhân đến, sẵn tiện lơ đáng, nhắc đến việc hai sư đệ đã để tên lên bách thanh bảng. Lúc đấy tay cầm chén trà của trường môn tuy rằng vẫn ổn định nhưng đôi chân dưới bàn lại run lẩy bẩy. Mỗi lần sư phụ trương phong phong dối rắm thì liền thích run chân. Diệp Tố cũng không hỏi gì thêm, nàng biết chắc có hỏi cũng sẽ không hỏi ra được gì, trừ phi chính sư phụ nguyện ý nói. Trong nguyên tắc chỉ nói sơ lược về thiên cơ môn, Diệp Tố chỉ có thể dựa vào hai mắt của mình mà quan sát, sau khi nàng tiến vào quyển sách đến nơi này, Thiên Cơ môn vẫn biểu hiện ra bên ngoài là một tông môn vận khí đã tẫn, chờ ngày suy bại. Nhưng sau khi xuống núi, Diệp Tố có thể rõ ràng nhận thấy được một số điểm không thích hợp, ví như thực lực của trưởng môn không tính là kém, nhưng trước nay lại chưa từng nhận qua đơn đặt hàng luyện khí nào từ các tông môn khác, cũng như không hề có bất luận tông môn nào có giao dịch qua lại với Thiên Cơ môn. Cảm giác giống như là có một loại nhận thức chung mà mọi người không nói ra. Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhị lâu như vậy vẫn không nhận được đơn nào, chỉ có thể có một nguyên nhân, đó chính là do bọn họ là đệ tử Thiên Cơ môn. Mọi người đều trầm mặc, hiển nhiên đều đã đoán ra được cái gì, cuối cùng Diệp Tố mang theo mấy sư đệ muội đi tìm toàn gia anh. Hai người bọn họ một lời mời luyện khí cũng đều không nhận được sao? Toàn gia anh nhíu mày, không có khả năng, có một lần người xếp hạng cuối trên bách thanh bảng là một đệ tử của phá nguyên môn chúng ta, nhưng cùng ngày bảng đổi mới nàng cũng đều nhận được mười mấy đơn luyện khí. Trên bách thanh bảng chỉ có 300 người, tu chân giới lại quá lớn, tu sĩ nhiều đếm không xuề, bất luận người nào để tên được lên bách thanh bảng cũng đều là hương bánh trái thơm ngào ngạt. Toàn huynh trước giờ có nghe thấy tin tức gì liên quan đến thiên cơ môn không? Diệp Tố thử dò hỏi ta chỉ nghe qua thiên cơ môn đi khắp nơi tống tiền. Toàn gia anh nói ra có vài phần thẹn ý. Thời gian qua ở thiên cơ môn hắn nhìn thấy được rõ ràng, cảm nhận được đệ tử thiên cơ môn có bao nhiêu khó khăn, nhưng tất cả mọi người đều nỗ lực tu luyện, huống chi mấy người trên cửu huyền phong này thiên phú căn bản không thua kém bất kỳ đệ tử thân truyền của bất luận tông môn nào cả. Nếu các ngươi có đủ linh khí nhất định có thể tái lập thiên cơ môn huy hoàng. Vốn dĩ chúng ta nghĩ là sau khi lên bách thanh bảng có thể tiếp đơn luyện khí kiếm linh thạch, còn có thể có cơ hội có được tài liệu để luyện khí. Diệp Tố nói, hiện giờ xem ra tựa hồ có người không muốn thiên cơ môn sống sót. Có một chuyện này, toàn gia anh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngày ấy sau khi các ngươi chọn xong tài liệu rời đi, phụ, à không trưởng môn có nhắc nhở các đệ tử là không được nói ra thân phận thiên cơ môn của các ngươi lúc ấy toàn ra anh tưởng là phụ thân cảm thấy mất mặt nên mới muốn bọn họ ngậm miệng không được nói về chuyện thiên cơ môn nhưng hiện tại nghĩ lại có lẽ là có duyên cớ khác phá nguyên môn khi thông báo ra bên ngoài cũng chỉ nói các ngươi là tán tu diệp tố cùng minh lưu xa bên cạnh liếc nhìn nhau một cái không công bố ra bên ngoài bọn họ là người thiên cơ môn lại vẫn đồng ý kết quả tỉ thí của bọn họ cho bọn họ mang tài liệu đi hẳn là trưởng môn phá nguyên môn cùng các trưởng lão biết được chút gì đó. Tác giả có lời muốn nói. Đại sư tỷ, thân phận của tiểu sư đệ, nó một không phải hồ ly tinh.